Xin chào chư vị đồng tu Xin chào mọi người Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 10 Đếm ngược hàng thứ ba Phục thứ Long Dương Nhược ly sân nhuế Tức đắc bát chủng Hỷ duyệt tâm pháp Hà đẳng di bác Nhất vô tổn não tâm Hôm qua giới thiệu đến chỗ này Hôm nay chúng ta xem Nhị vô sân nhuế tâm Tám loại đã nói Tám loại này là tám loại lớn cảnh giới ở trong mỗi một loại đều là vô lượng vô biên chỉ cần có những phiền não này hiện hành đều là thuộc về sân nhuế nếu như sân nhuế đoạn rồi thì những thứ mà ở nơi đây nói tự nhiên sẽ không tồn tại tâm tổn não tâm sân nhuế tâm tranh tụng thậm chí là không hòa một nhường nhịn đây đều là sân nhuế hiện hành ở trong đời sống thường ngày cái chỗ khởi tâm động niệm Tổn não đặt ở hàng đầu Vô cùng có đạo lý Phàm phu, hữu ý hay vô ý Đều khiến tất cả chúng sanh xin phiền não Câu thứ hai nói Vô sân nhuế tâm Người đời hơi bất như ý thì sân nhuế tự nhiên liền sanh khởi ngay từ đó cho thấy cái tập khí nghiệp chướng này sâu nặng ở trong kinh điển thường nói một niềm tâm sân khởi trăm dạng cửa chướng mở Tâm sân nghế vừa khởi lên Trí tuệ liền không còn Không những trí tuệ Chúng ta thường nói lý trí Lý trí liền bị che đậy rồi Thế là toàn dựa vào cảm tính để xử sự Xử sự bằng cảm tính thì đâu có lý nào Mà không sai lầm không chỉ là tổn hại cơ thể của mình lần trước chúng ta nêu thí dụ thuyết minh rồi hơn nữa hữu ý hay vô ý đã kết quán thù với tất cả chúng sanh quán thù nếu không được hóa giải khi nhân duyên chính mùi báo ứng liền hiện tiền cái gọi là oan oan tương báo không bao giờ dứt hơn nữa quả báo nhất định là mỗi lần một tàn khốc hơn nếu như các vị đọc phần đầu tiên phía trước của An sĩ toàn thư Văn xương đế quân âm chất văn Phần trước có một bài văn rất dài Đế quân nói Ông 17 đời là sĩ đại phu Những nghiệp đã tạo Những quả báo phải chịu Vô cùng đáng để chúng ta cảnh giác Cho nên quan gia nên giải không nên kết Không học Phật Thì không cần phải nói Sau khi học Phật rồi Chúng ta phải luôn tin rằng Nhân quả thông ba đời Người Nhất định không phải chỉ có một đời này Nếu như chỉ có một đời này Thiệt diệt gì phải tu hành Không cần nữa rồi Tạo những tiền phức này để làm gì Không phải một đời này Quả đúng là Có quá khứ Có hiện tại Có dị lai Quá khứ vô thỉ Dị lai vô chung quá khứ đã từng tạo không ít tội nghiệp rồi trở thành tập khí phiền não sâu nặng cái này thì vô phương rồi gặp được phật pháp gặp được sự chỉ dạy giáo huấn của thánh hiền chúng ta giác ngộ rồi sau khi giác ngộ rồi liền phải biết sửa chữa lỗi lầm sau khi giác ngộ rồi thì sẽ không gì một đời này mà lo nghĩ tầm nhìn của bạn mở rồi bạn có tiền hậu nhãn này gọi là tiền hậu nhãn tức là bạn nhìn thấy quá khứ bạn cũng nhìn thấy dị lai cái tiền hậu nhãn này là trí nhãn là huệ nhãn chúng ta làm sao lo nghĩ gì đời sau vậy là đúng rồi đời này Vô cùng ngắn ngủi. Cho dù sống đến 100 tuổi Cũng là một khẩy móng tay Người thông minh Ở trong thời gian ngắn ngủi tạm bợ này Làm sao tìm đường xuất ly Làm sao ra khỏi lục đạo luân hồi nhà nho nói rất hay minh đức thân dân chỉ ư chí thiện sau đó nói tri chỉ nhi hậu hữu định chỉ là gì vậy chỉ ư chí thiện chí thiện ở trong phật pháp nói rất rõ ràng chí thiện là A à, nậu đa la tam miệu tam bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác đây là trí thiện chúng ta phải đem tâm định vào trong cái mục tiêu này đây gọi là tri chỉ chúng ta chẳng cầu gì cả pháp thế xuất thế gian một mảy may cũng không dính nhiễm Lời ở trong tông môn gọi là Đi qua một rừng hoa Thân chẳng hề chạm lá Đây là gì vậy? Đây chính là dạng duyên buông xả rồi Nhất tâm là Hướng vô thượng bồ đề Tối hôm qua hội trưởng và tôi cùng nhau bàn về vấn đề lớp bồi dưỡng khóa kế tiếp cũng bàn đến tình hình đại khái của người xuất gia trong giới phật giáo hiện nay phật pháp nếu muốn thành tựu không thể không buông xả pháp thế gian thế pháp với phật pháp chúng ta phải có năng lực biện biệt phật pháp là chánh giác thế pháp là mê tình sự việc ở trong cửa phật nếu như không giác ngộ cũng là thế pháp sự việc ở trong thế pháp nếu như giác ngộ rồi cũng gọi là phật pháp phật pháp thế pháp phân ra ở đâu vậy phân ra ở giác hay b cho nên phật dạy chúng ta thái độ đối với tất cả pháp thế xuất thế gian là tự tại tùy duyên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức nếu như phan duyên chính là thế pháp tùy duyên là phật pháp hay nói cách khác khiến chúng ta mọi thứ không tự tại đây là thế pháp được đại tự tại đó chính là phật pháp chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều mong cầu nếu muốn có được tự tại nếu muốn thật sự làm được tùy duyên thì thập ác nhất định phải xả bỏ Xa lìa tham sân si mạng Là tự tại rồi Trong không phiền não Cảnh giới bên ngoài Sẽ không cách gì cám dỗ bạn được Ngoại cảnh còn có thể cám dỗ bạn Là phiền não của bạn chưa có đoạn nó cám dỗ bạn như vậy cám dỗ bạn phiền não khiến phiền não của bạn khởi hiện hành cho nên chúng ta ở trong đem phiền não đoạn rồi vô tư vô ngã không có tham sân si mạng thì cảnh giới bên ngoài có nhiều hơn Và tinh di hơn Cũng không động tâm mình Như vậy mới có thể được tự tại Như vậy mới có thể tùy duyên Tùy duyên nhất định là tự tại Ở trong tùy duyên Mà đem lại phiền não Đó là sai rồi cái việc này chúng ta không nên tùy ở trong tùy duyên nhất định không có phiền não phiền não của thế gian phần lớn bắt nguồn từ được mất tâm được mất quá nặng thật sự Vô tư, vô ngã Không có tham sân si bản Các gì biết tâm được mất, không còn Lúc này có thể tùy duyên rồi Có duyên Thì rộng lợi chúng sanh Không phải vì bản thân Vì lợi ích chúng sanh Khi không có duyên Việc lợi ích chúng sanh Tâm hạnh cũng hoàn toàn không gián đoạn phương pháp làm không giống nhau cổ đức thường nói có duyên phận chúng ta hết lòng hết sức giúp đỡ người khác giúp đỡ xã hội không có cái duyên phận này vậy thì tự hoàn thiện bản thân cho nên không có ngừng nghỉ đây chính là cổ nhân gọi là có duyên chúng ta làm lợi ích thiên hạ vô duyên thì tự hoàn thiện bản thân tự hoàn thiện bản thân chính là chuẩn bị cho tương lai khi gặp phải có duyên vì đại chúng phục vụ niệm niệm không quên cái tâm này đây chính là tâm đại bồ đề chính là tâm độ chúng sanh Có một số Đệ tử nhà Phật Tại gia xuất gia Tôi đã đều gặp rồi Tâm từ bi rất nặng Niệm niệm không bỏ Vì chúng sanh phục vụ Nghĩ mọi phương pháp Để tìm cơ hội Chuốt lấy phiền não Vào trong người Đây là sai lầm Đây chính là nói Phan duyên Chứ không phải tùy duyên Tự mình để tâm Vào trong kế hoạch đó Cần phải làm thế này thế nọ cái này thì sai rồi người hiểu rõ sẽ không làm như vậy nhưng mà có một cách làm khác cầu phật lực gia trì vậy là chính xác cầu phật lực gia trì cũng không phải mỗi ngày đứng trước hình tượng phật bồ tát cầu sinh đó cũng là thuộc về phan duyên ở chỗ này chân thật là sai một ly là đi một ngàn dặm nỗ lực hoàn thiện chính mình Niệm niệm Không bỏ Tâm nguyện vì chúng sanh phục vụ Đây chính là Cầu Phật Bồ Tát Gia Trị Từ đó cho thấy Phật Bồ Tát Gia Trị Chắc chắn Không bỏ Thời tiết Nhân duyên thời tiết nhân duyên chưa chín mùi cái cơ hội này sẽ không gặp được năm xưa tôi cầu học ở đại trung cái ngày xa rời thầy Tôi liền phát nguyện dạy học Mãi vẫn chưa có cơ hội Đã đợi 40 năm Singapore cái duyên này mới chín mùi Cái duyên này chín mùi Cũng là điều mà tôi không ngờ đến Tôi không hề yêu cầu cư sĩ lý mộc nguyên lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy tôi không hề yêu cầu ông phát tâm đến tìm tôi cái duyên này chín mùi rồi nếu tôi phát tâm đi tìm ông mời ông đến lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy nếu tôi dạy không tốt ông phải mắng tôi đây chính là cái gọi là thời tiết nhân duyên thời tiết nhân duyên phải thật có tâm kiên nhẫn chờ đợi tôi ở trong thời gian dài như vậy đại đức tại gia lão pháp sư xuất gia khuyên tôi dạy học khuyên tôi viết sách chí ít cũng có hơn mấy chục lần tôi không phải không chúc động lòng tôi biết thời tiết nhân duyên chưa chín mùi chưa có chín mùi đại khái không ngoài hai loại nhân tố cái thứ nhất là đức hạnh học thuật của mình còn chưa đủ để truyền pháp phật bồ tát sẽ không có cảm ứng loại thứ hai là Lúc đó, nơi đó Chưa có người thật sự phát tâm học Pháp Hai loại duyên này Thiếu một cái Đều không chín mùi Cần phải hai loại duyên Đều chín mùi Phật lực gia trị Cơ duyên chín mùi rồi Chúng tôi rất biết rõ Cho nên khi chưa có chín mùi Nhất định phải nỗ lực dùng công Phương pháp dùng công rất nhiều Nhà Phật thường nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Nhiều pháp môn như vậy Pháp môn nào đối với mình Có lợi ích tự mình phải biết nếu không biết thì tự mình có thể thử nghiệm thăm dò thử sao gọi là có lợi vậy dứt khoát không khiến mình đọa lạc đây là một điều kiện tối quan trọng từng giây từng phút phải đề phòng nếu như thật sự không khiến mình đọa lạc chúng ta là phần tử tri thức phương pháp hiệu quả nhất là gần gũi thiện tri thức thiện tri thức ở đâu vậy kinh điển kinh điển là do phật nói ta mỗi ngày đọc kinh gần gũi phật đà mỗi ngày nghiên cứu chú giải là gần gũi thiện hữu xưa nay họ giúp chúng ta giải thích kinh điển chúng ta xem nhiều nghe nhiều sẽ khai mở trí tuệ của mình mỗi ngày tăng trưởng trí tuệ vậy là không dễ dàng đọa lạc rồi Cổ dân có nói rằng ba ngày không đọc sách thánh hiền mặt mũi hoàn toàn khác. Lời nói này chúng ta hiện nay nghe qua cảm giác thấy một chút cũng không quá đáng. Nếu như chúng ta ba ngày không đọc kinh, không đọc chú giải đem Phật pháp để qua một bên, thì tập khí phiền não liền hiện hành chúng ta chắc chắn không có năng lực chống đỡ biết bao nhiêu sự cám dỗ ở trong cái xã hội này chúng ta không có biện pháp điều phục tập khí phiền não của mình vậy là đọa lạc rồi biết bao người hằng ngày đang đọa lạc mà tự mình không biết người sáng mắt thấy rất rõ ràng muốn giúp đỡ giúp đỡ cũng phải dựa vào thời tiết nhân duyên đây chính là nhà phật thường nói phật không độ người không có duyên sao gọi là có duyên thật sự tin được hiểu được hành được thật sự có năng lực biện biệt tốt xấu có năng lực biện biệt đúng sai tà chánh đây là cơ duyên chính mùi phật bồ tát đặc biệt quan tâm duyên chưa chín mùi quan tâm họ cũng vô ích họ không thể tiếp nhận ở trong cửa phật không bỏ người nào lời nói này đều là sự thật cũng là chỗ mà chúng ta cần phải học tập cho nên từng giây từng phút kiểm điểm chúng ta có còn tâm sân hận hay không nếu như còn tâm sân hận là chưa có lìa phiền não chưa có lìa sân hận